Cho hai bạn nhá. Ôi đẹp nhờ. Ôi bao nhiêu hoa này. Ô. Em thích không? Đẹp thật. Đóng cái đấy mà. Đóng cái khóa đây. Đẹp thật. Ở đây bốn bể đều là hoa luôn. Bạn thấy hôm nay đường hoa ở đây bạn thấy thế nào? Có đẹp không? Đẹp đúng không? Kìa, mấy cái hoa nó rụng nhỉ. Ồ, tôi sẽ đi ra gần nhé. À, đi ra gần xem hoa rụng của tôi thôi. Giống như, như hoa. Nó giống hoa như kiểu đào ấy mà nó đi tết mà rơi. Đẹp thật. Đêm nay nó tuyết rơi nhỉ. Đẹp này. Hôm nay còn nắng thêm một tí nữa thì sẽ đẹp. Nhưng mà nắng thì sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn. Ừ. Đi chơi nào. Đi chơi thấy nhiều người lắm. Ồ, cả bãi cỏ rất là rộng luôn. Đang thấy là hoa nở cũng ở đây nữa đấy. Ừ. Rộng đẹp thật. Kia có phải cái trường của khoa đi học đấy. Cái kia đấy. Wow. Rộng thật. Trời xanh cho đấy, đẹp cho đấy. Wow. Ô, thấy không? Ừ. Ừ. Chúng tôi thấy rằng là ở đây cũng có nhiều người. Nhưng mà không thể đi vào gần mọi người để chơi được. Giữ khoảng cách xa 2 mét thôi. Tôi với bạn đi ra đây sẽ đi khám phá chỗ đường danh. Dừng cái thông này. Đâu ở đây rồi. Trong xe mà. Ai mà con đi đâu đi. Đẹp thật. Đâu? Kia kìa. Ờ đúng, cái này là kiểu như là tàu mà người ta cho mình đi lên đúng không? Không, nó kiểu giống kiểu này. Nó sẽ cho các bạn xem nó giống kiểu nào. Thì phải về đi bộ mà. Đến xoay ra phải để con trò khách tiếp tục. Cái rể của mẹ đó. Không sao. Đây đây đây. Đằng kia có thể chơi được. Bạn có muốn vào bên trong này chơi không? Ừ. Mình chỉ đi đây tham quan thôi đúng không? Ừ. Đây trên khoảng cây ở đây có cái gì đúng không? Quan nó sao thế? Nó vui mà. Đi. Ừ.
Được, bạn có thể leo núi lên trên thoải mái. Leo núi ở đâu đấy? Có gì nguy hiểm ở đấy không? Bạn gì cho tôi? Thì là người ta bảo là giúp cái này ăn thỏ đấy, cái gì đó. Đây này, có một hàng cây màu trắng này nhưng không biết là cây gì. Đẹp thật. Đây này. Wow. Hoa hoa luôn. Như là hoa đào này. Nhập. Con nhập. Màu trắng luôn. Bạn đi đâu ơi? Đi leo núi à? Được. Bạn có đi leo núi về đúng không? Ở đây về mẹ con mình ép. Ừ. Ok. Khi làm kia nhìn đi. Hay nhỉ? Nếu mà hôm nay mà nó không bị mưa thì nó đường nó không bị trơn. Nhưng mà ta thấy vui mà. Đi chơi thôi. Thank you.